Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 7, luyện tập. Bài số 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A, 24.000, 25.000. Như vậy chúng ta nhận thấy là chúng ta lấy 24 mà chúng ta lấy 25. Như vậy có nghĩa là 24.000 ta cộng cho 1.000 ra 25.000. 25.000 ta cộng 1.000 ra 26.000. Hai mươi sáu nghìn ta cộng 1.000 ra 27.000. Ta cộng 1.000 ra 28.000. 28.000 ta cộng 1.000 ra 29.000. Bài B, 370.000, 380.000. Như vậy ngay cái này là 370.000 ta cộng 10.000 ra 380.000. 380.000 ta cộng 10.000 ra là 390.000. 390.000. 390.000 ta cộng 10.000 ra là 400.000. Ta cộng 10.000 ra 410.000. 410.000 ta cộng 10.000 ra 420.000. Bài C, chấm chấm chấm. Rồi chỗ này tới là 800.000, 810.000, 820.000. Như vậy ngay chỗ này thì chúng ta thấy là 800 ta cộng 10.000 thì ra là 810.000. 810.000 ta cộng 10.000 thì 820.000. Rồi ta viết tiếp cái này, chúng ta lại quay lại này ha. 820.000 ta cộng 10.000 ra là 830.000. Rồi quay lại chỗ này. Rồi 800. 800 như vậy ta trừ cho 10.000 nha. 10.000 chỗ này là thành ra là 790.000. Chỗ này là 790.000. 790.000 ta trừ 10.000 thì ra 780.000. Bài số 2. Số 70.200 viết là 70.000. 70.000. 200. Câu B, số 390.000. Vậy là 390.000. 100. Câu C, số 600.000. 0.03 như vậy là 600.000. 0.03 thay số 0 nữa và thay số 3. Bài số 3. Cho số sau. Chữ số 7 ở hàng nào và có giá trị theo vị trí là bao nhiêu? Thứ nhất là số 7 nè, ở hàng là cái này chúng ta sẽ có là đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn. Như vậy là số 7 là ở hàng chục nghìn. Số 7 ở hàng chục nghìn. Rồi tiếp theo, có giá trị vị trí là bao nhiêu? Như vậy là giá trị là 7 nè. Sau số này là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4 số. Như vậy là thêm 4 số 0. Được chưa? 70.000. Câu B, nếu hai chữ số 7
bằng chữ số bóng thì số 978605 giảm đi bao nhiêu đơn vị? Rồi như vậy chúng ta đã thay số 7 bằng số bóng là cái số này nó trở thành là gì? Nó trở thành là 948605. Được không? Rồi số bóng này nó trở thành là nó cũng là ở hàng chục nghìn. Chục nghìn thì có phải là 4000 không? Đó. Rồi như vậy số đầu tiên là bấy nhiêu mà số bây giờ nó trở thành là số này, số này. Như vậy ta lấy số này ta trừ cho số này. Như là 70.000 trừ cho 40.000 như là bằng 30.000. Nè, là 30.000 đơn vị. Bài số 4 cho các chữ số 4, 0, 1 và 9. Từ các chữ số đã cho, hãy viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau, rồi tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất. Như vậy trước tiên chúng ta sẽ chọn con số nhỏ nhất. Số nhỏ nhất trong này là con số 0. Nhưng mà số 0, số đứng đầu tiên là không được. Nó không được. Tại vì nếu không đứng đầu tiên nó trở thành là số có 3 chữ số. Như vậy là số 1 đầu tiên, bắt buộc là số 1 đầu tiên. Số 1 này. Được. Số 1 rồi tới số nhỏ nhất là số 0, rồi tới số 4 và tới số 9. Được. Rồi, như vậy tương tự ta cũng đảo con số này. Số 1. Rồi tới số 0 là tới số 9 là tới số 4. Nào. Rồi tiếp tục. Chúng là lấy số 1. Đó. Rồi chúng ta đem con số 4 tới. Rồi ta lùi con số 0 ra, rồi số 9. Cái này cũng hơi nhiều số này. Rồi, con số 1. Số 1. Rồi ta lấy số 9 là 0, còn số 4 nhiều số đó chứ không phải ít đâu. Rồi số 1. Rồi số 4. Rồi số 9 và số 0. Rồi số 1, số 9, số 4, rồi số 0. Bây giờ mới có chỉ là con số 1 đầu tiên thôi đấy. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ lấy con số số 4 đầu tiên. Tại vì số 0 không được, số 4 đầu tiên. Số 4 là số 0, số 1 và số 9. Rồi tới đây 4 vẫn giữ nguyên. Rồi, 4 vẫn giữ nguyên thì số 1, số 0 và số 9. Rồi số 4 cũng giữ nguyên, số 0, số 9. Số 1, số 9 và số 0. Rồi như vậy thì tiếp theo nữa. Như vậy con số 0 chúng ta đẩy lùi rồi ra số 1. Rồi số này chúng ta sẽ đổi lên thành ra là 4091. Nè. Rồi con số này nhiều số quá. Là con số 4, con số 9, con số 0 và con số 1. À, như vậy chúng ta xem máy số đây 1 2 3 4 5 số, 6 số đây 1 2 3 4 5. Như vậy chúng ta phải kịp tìm một con số nữa cho đủ 6 số. Rồi 4 9 1 0 này số này chưa có. Rồi 1 2 3 4 5 6. Rồi xong, tiếp tục chúng ta qua 9 đầu tiên. 9 là tới số nhỏ là số 0, số 1 và số 4. Rồi số 9. Tiếp theo số 1, số 0, số 4. Rồi số 9, số 1, số 4 và số 0.
Đây, 3 số rồi đúng không? Tiếp tục số 9, số 1, rồi đảo cho tới thành là số 4. Số 4, số 0, số 1, số 9, số 4, số 1, số 0. Máy là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy còn một con nữa. Vậy là số 9, số 0, số 4 và số 1. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đủ rồi. Rồi bây giờ người ta yêu cầu là rồi tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất. Chúng ta đi tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất. Cái nhỏ nhất trong cái dãy nhỏ là số đầu tiên là số 1, được không? Là 1049. Số này là số nhỏ nhất này. Chưa? Rồi số lớn nhất là 9410. Đây, 9410. Nó theo thứ tự, theo thứ tự từ nhỏ, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Còn này theo thứ tự là từ số nhỏ đến số lớn. Nè, cho nên số nhỏ. Rồi chúng ta cộng hai số này lại với nhau. Tính tổng. Tính tổng. Số lớn nhất và số nhỏ nhất. Một không bốn chín ta cộng với 9410 bằng 9, nó là 5. Ồ, thiếu chỗ rồi. 9, 5, 4, 9, 10. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.